Rồi sáng hôm nay em cập nhật clip một bộ mê con cho anh chị tham khảo anh chị. Đó thì chạy bò giống Long An thì anh chị có chạy thì ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Lạc, huyện Thừa, tỉnh Long An. Đó mẹ con được 3B đó anh chị. Bò con thì tầm gần 4 tháng, 3 tháng rưỡi nha anh chị. Đó. Thì bò mẹ thì đã bơm tinh ngoài tháng đó anh chị. Chắc tầm tháng rưỡi. Đó. Con kỳ mắc sữa luôn nha anh chị. Lưng nè. Bột sữa đó anh chị. Đúng chuyện bài bản. Mẹ thì bao đỏ mặt. Chân là móng sò. Màu vú đó anh chị. Kỳ mát sữa luôn. Cù bọt xếp mặt lưng đó anh chơi. Sáng giờ bỏ rơm ăn đó, chưa ăn cỏ, chiều ăn cỏ anh chơi, cứ cỏ cứ rơm. Con mông đùi đó anh chơi.